Tin vui cho bà con, hôm nay mình có sưu tầm ra được một loại thuốc để giúp cho bà con trị được con liệp sáp, cái con mà cứng đầu nhất trên cây dừa ha, tất cả loại cây trồng luôn, cứng đầu lắm. Và cái con đuông, con bồ hung thường thường ăn cái cầu hủ nè, ăn cái độc cây đây nè, rồi ngay chỗ này, đó, đợt đầu bung lên, rồi khi cái cây mạnh nó bung lên thì cái đọt nó bị cắn ở trong đó rồi ha. Thì hôm nay có cái sản phẩm này là nó khủng long chúa nha bà con, mình không ngại đường xa gần cả trăm cây số mình tìm mà được cái sản phẩm này chia sẻ cho bà con liền, tại rất là nhiều bà con đã đau đầu vì cái hiện tượng đuông, bù hung và con điệp sáp. Hôm nay nè mình kết hợp hai cái loại thuốc này là trị đứt đoạn con điệp sáp luôn, dùng cho tất cả loại cây luôn chứ không riêng cây dừa nha bà con. Đặc biệt nó là xịt nó không có nóng lá, không ảnh hưởng tới lá, bà con xịt ướt trên đọt xuống luôn, không có ảnh hưởng tới cái cây nha. Đó bà con tìm nha, ok cho Minh Nguyễn nha, Zalo về cho Minh Nguyễn thì Minh Nguyễn sẽ chia sẻ thuốc nè, ok nha.